Kính thưa tất cả các cô chú chị em và các bạn thân mến, thì trong những clip vừa qua, khi mà Thanh Phương và Thanh Phong, cũng như là anh Phong Go Vlog và Thanh Phương Đồng Tháp cùng với Phan Nghiệp đã đưa những hình ảnh của tiếng súng của ông Khờ lên trên cộng đồng thì được có các bác yêu thương, thì chính vì đó mà anh em chúng tôi thường xuyên đến để thăm Út Khờ về tiếng súng. Thì hôm nay là mùng 3 Tết, anh em chúng tôi cũng sắp Đây xếp gọi trong em thời gian gì? gia đình Bắt gác lại đây mọi công việc gia đình để đến thăm gia đình của tiếng súng Út Khờ. Và đây là bữa cơm thân mật mà anh em chúng tôi tự bỏ tiền ra để chơi. tạo cho Út Khờ và tiếng súng có một bữa ăn gia đình cùng với bà bác có cái niềm vui đoàn tụ trong cái ngày Tết này. Thì ngay bây giờ đó là xin mỗi vị hãy cùng lại với chúng tôi chúc mừng năm mới cho gia đình của tiếng súng Út Khờ nghe. Chúc Chúng ta mừng năm cùng nhau lên mới. nha, một hai một cái mâm thịnh soạn ngày mùng 3 Tết để mà đến chúc mẹ của bé Út và bé Út một buổi mà ngày mẹ vui. Đấy, xả vô. Đây, cảm ơn chị nha, năm mới phát tài. Đâu đây chân múc cho. Không kìa. Đôi chén này cho. Đây đây đây, cho con nè. Đây là vui ha. Ngon. Vui. Em chưa nghe chị. Chưa, đợi mời mẹ. Mời dạ. Mấy em ăn. Anh ngồi chưa chơi. Chị tới hoài em chứ mặt ngoài quá à. Ok, rồi đi. Đây nè, mời chú dễ nè. Đây. Anh Phong ngồi xuống. Không, thích ngồi mẹ ơi. Chị thích vậy. Không, anh ngồi. Cho Diễm Hương đi. Con thích đùi. Con chỉ thích ăn cơm. Mẹ đưa qua Diễm Hương kìa. Không, Diễm Hương không có. Con thích ăn cái đùi, cái đùi con tôm á. Tôm phải không? Dạ. Tôm ăn cái đùi. Cái tôm đi. Con tôm kìa, con tôm kìa. À, thích ăn tôm ha. Kìa, thôi ăn mì xong đi, ăn tôm. Ăn mì xong đi là ăn tôm. Cái này rất là vui. Vui ha. Cái này ở đây vui lắm. Bây giờ vui quá, ở đây luôn, không có gì dưới phải không? Hay ở lại đây luôn phải không? Có đây là bà. Ê, ba đừng có quên người đó, người đó. Thôi quên luôn, đây đừng quên. Anh Phong ngồi xíu qua đây xíu anh Phong. Ok. Đây đũa nè. Quá đậm tình. Quá gì, quá gì? Quá đậm tình. Quá đậm tình hả? Quá đậm tình. Sao ta? Quá đậm tình. Quá đậm tình. Quá gì, quá nói quá đậm tình, hiểu chưa? Không hiểu trời. Tao nói lẹ quá, nghe không kịp. Cho thông tin nữa. Ừ, bữa nay uống bia ngon quen. Ủa bia. Đâu có đâu uống bia gì bây giờ mà. Mày. Vô nè mày em vô nè chém vô em à. Quy. Vô. Vô nè nè mình vô mình vô cùng vô đây. 1 2 3. Vô. Chào mày vô chứ cái nghiệp chú Phương nè. Vô. 1 2 3. Vô. Chào ông ra chị em muốn chạy. Nè. Không muốn chạy muốn. Có liên hệ vợ đâu. Đấy là vui. Rất là vui. Nè lo cho ca sĩ mấy trắng về kìa. Trời ơi thôi quên. Ta chạy xe nghe cũng mấy trắng nữa. Ủa đâu ạ? Thấy đi chứ. Thấy này không mặc đồ hoài à. Mở ra. Đây đây. Dạ dạ. Máy nghiệp đưa qua bên đây nghiệp ơi. Máy nghiệp qua đó đi. Thôi lên chúng cái bài nữa. Thôi xuống. Cái này cũng không có sự chuẩn bị cho nên là có gì ăn mấy. Ừ, ngon. À, anh ăn hết tiêu rồi hả? Dạ, bất giờ ghé chợ nhỏ cũng không đủ đồ để mua. Không mà ăn vậy là mấy dân giả thùng quê chứ nó ngon. Quả đá thùng quê đi. Ừ, dạ. Ngon quên thịt hạt. Rồi, còn lo cho. Ăn rồi thôi thịt hạt. Ăn rồi thôi cho thịt hạt bây giờ. Mẹ mới đưa cái ly kìa còn sao. Ăn mà mẹ nó móc tài nha mẹ. Ừ, giỏi. Thôi đủ rồi, đủ rồi mẹ, đủ rồi mẹ ơi. Thôi ngồi chung, ngồi đi con ơi. Đây, đây, qua rồi em. Ồ, còn ổng rồi kìa, lua lẹ ghê chưa. Xong. Ừ.
Xong rồi hả? Xong rồi. Sáng nó chưa ăn, ăn nữa không? Vậy nè, chú không cho ăn tôm nha. Tôm. Biết lột tôm không? Biết lột tôm mà, lâu không biết sao chạy. Vậy là lột cho Diễm Hương ăn nha. Diễm Hương đâu? Nè. Nè, cái này phải không? Mà ăn tôm được không? Dạ được. Vậy ha, để chú Phong, để vô chén chú Phong rồi. Dạ đúng, chú Phong kỳ quá à. Dạ, đẹp mà. Nè. Đẹp mà nó kìa. Ăn lấy hả? Anh thì ăn hiếp cho anh đi mà Phong. Trời ơi, ăn hiếp anh yêu quá, ứng mở quá hả? Không kỳ quá, ăn hiếp em ngoài kìa anh. Chị Hương, ăn cái tim không nè. Dì Mương cho em kìa, chị Mương. Ba lần chị ăn hiếp em. Đây nè, nhìn đâu trời, má vợ, đây nè, má vợ ơi. Ăn cái tim với gan được không nè? Ăn cái tim với gan được không? Được không? Giờ có tí là không ăn cũng no. Cái chuyện đó là tí cho mới chịu à. Cho mới chịu à. Ừ. Anh tí gấp cho Diễm Hương đi. Để cho em nữa. No. Để cho em đi coi. No với em bắt mà. No. Nhẹo dữ lắm bây giờ đây. Quá. Cái tình cảm quá rồi. Quá rồi. Hay quá rồi. Hay cho đã nữa thêm mới nã. Yêu đậm đà. Dính rồi mẹ. Dính kìa. Dính rồi. Nó dính rồi kìa. Quá trời có miệng anh ơi. Vậy chứ bỏ cho này không chịu đâu, dễ gì. Dạ. Bởi vậy bà nhớ, bà cũng nhớ hoài. Mẹ con bà nhớ hoài. Ừ. Nhớ con nhớ này. Lúc bà điện về cái là bà khóc luôn á. À, ý tí mở cho này là mẹ nhớ con. Bởi lúc bà khóc á. Lúc không thấy con đi là bà khóc luôn á. Thấy ngủ không được luôn á. Thấy ngủ luôn bà khóc luôn á. Rồi biết nhớ mẹ không? Nhớ sao không nhớ? Nhớ thôi. Buồn. Ăn đã rồi thôi gì nữa, thôi hoài vậy. Ăn gì có chút vậy. Ê. Ai hỏi chị Hương nè, chị Hương ăn nhiều giống heo quá. Chị quay em xin hỏi Diễm Hương. Diễm Hương đi nè. Diễm Hương đóng giận kinh quá à. Rồi kêu bằng gì? Kêu bằng gì ạ? Quý Hương. Quý Hương đâu? Đây. Bà đó bà gì ạ? Bà vợ á. Bà vợ. Bà vợ. Nói mẹ vợ coi. Bà vợ vợ coi. Dạ ăn một tiếng rồi. Ăn cho nhiều quá không có tôm đâu. Lột tôm đi, lột tôm cho em yêu đi. À, đây con lột được rồi đây. Rồi đó, con lột cho em yêu đi. Lột Diễm Hương đi. Cái này được. Ê, Diễm Hương không anh đẹp. Chú Dũng đẹp quá trời luôn mà. Con mà không lột, chú Phong lột cho Diễm Hương á. Lúc còn nhỏ hay ăn cơm hay là bà biết là bà đút không á. Ai đút? Mẹ con bà đút á. Đút với ngoại con á. Ăn với ngoại con á, biết không? Ăn máu em con dài giờ đi nữa, đi mần rồi. Có gì vợ chợ với Mương? Làm gì cho em sợ quá à. Không sao đâu. Vậy làm em sợ cũng đi ngoại luôn rồi nè. Em chả mà. Ở đâu kêu. Em sợ cho con quỷ hà dễ sợ. Đâu, không giả bộ không nữa. Không. Hả? Ê, kêu Phong, người ta lớn tuổi thì đừng kêu Phong. Trời ơi. Người ta lớn tuổi đừng kêu Phong nữa. Dạ. Kêu bà này, kêu này bạn nghe không? Dạ mà. Chú Phong, nói chú Phong là chú Phong này. Chú lớn tuổi chú Phong. Ừ. Chứ em biết hả? Ừ, giỏi. Không, mà vậy là theo ý của tụi mình á, làm cho hai bé nó phát triển á. Bé nào? Bé này bé tí, còn bé này là bé dầm. Bé gì? Dị Phương. Ăn tôm đi, nãy giờ không chịu ăn rồi. Lột tôm lột được không? Chú nghiệp lột nha. Rồi chú. Không. Tự lột cũng vậy. Anh kỳ quá à. Thôi. Em dặn anh luôn. Lột cho người yêu ăn đi. Thôi. Lột chốt coi. Ăn gì không chịu? Hả? Chứ mày đẹp quá hiền. Trời ơi. Chứ mày đẹp quá. Chứ mày hiền đẹp hiền. Cái chuyện đó cũng là anh hay quá trời cũng hay luôn. Thế này chứ mày nhìn trời ơi đẹp không? Nhìn trời ơi đẹp không? Nhìn mấy cạo á. Nhìn mấy cạo á. Đẹp quá à. Bụng ăn đi mấy tay ơi. Thôi ơi, thằng không có nhiều bụng đâu á, ăn nhiều vậy thôi. Đói thôi, được nói lại thôi. Thế con này ăn trưa rồi, 12 giờ mấy rồi, hồi nãy là ăn sáng. Bỏ xem lập thôi chê mình. Ừ. Chết gì à? Tụi mua ăn đi. Vậy muốn đâu? Nè. Ừ. Để làm cho. Để xem tí biết lột không nha. Đó, biết chứ bộ. Biết lột đó. Chén cái chén rớt. Ok nè, coi. Rồi nè. Quăng ở ngoài. Ê, cái đầu đây cho anh ơi. Cái đầu nè. Lột cái mình. Dạ cho. Trời cho. Nè đây. Lột cái mình luôn, lột cái mình luôn. Dính đó. Dính đó. Dính đó. Dính. Là dính. Thôi đừng cười, tụi nó bị đoạn á, đừng cười. Đừng cười. Trời Phương Lộc, anh Phương Lộc hay quá ta. Dù cũng hoài đó. Không quay, dạ. Đúng chi không quay. Em thấy một không không?
em mặc dài măng nha. Đổ lột nữa đi nè, lột cái này nữa đi rồi đưa cho Diễm Hương con đó, rồi mẹ giờ ghế lột con Kha. Con không biết ăn nhiều quá, nhiều bụng lắm, con không ăn nhiều. Ăn nhiều bụng. Con không ăn ở đâu, quyến mà. Quá trời quá đậu. Bây giờ ăn không, bây giờ ăn không biết không à? Thế hả? Không được. Thôi lột lẹ lên coi. Không biết không mà. Nha. Lột đi. Thôi giờ chúng ông dạy nè. 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 Dạ. Dơm nè. Ô. Nè. Dạ. Nè. Dơm. Thấy chưa? Nè, bạn người yêu đi. Bạn người yêu nè. Nè. Đúc ăn luôn tình cảm nha. Ơ cầm cái con cầm hơn 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 cầm. Ờ đúng rồi. Cắn rồi. Cắn ra. Ừ đúng rồi đó. Ngon không? Ngon. Rất là ngon hả? Ngon. Rất là vui không? Vui. Trời không ơn tôi gì chân trời. Hả? Cảm ơn anh coi. Cảm ơn. Trời ơi. Cảm ơn anh. Trời ơi quá đã luôn. Trên giờ mẹ ra nhìn mẹ tôi á. Rồi ăn đi. Ăn đi. Sáng giờ có ăn gì chưa? Chắc mai sáng mẹ. Ủa thấy chưa? Sáng nay một giờ con đâu ăn cơm đồng mẹ đâu biết sao không? Bữa sáng là ăn khẩu tiếu, sáng hôm trưa là ăn cơm một giờ mấy rồi con mới ăn cơm á. Ăn cơm mới xuống đây nè, một giờ mấy con mới xuống đây nè. Một giờ con mới xuống cơm. Ăn cái vỏ không tại? Ôi, đừng luôn à. Viên chết á. Nè. Bây giờ vợ con viên chết á. Ủa tôi nói hãy ổi ăn cái vỏ được không mà. Ăn cái vỏ không hả? Không được. Nghe gì mà nói ghen. Ừ. Nhưng ăn cái vỏ đẹp hơn. Diễm Hương, Diễm Hương, Diễm Hương mấy đôi Diễm Hương. Ba tuổi hả? Trời. Nhớ anh chị rồi, ba mấy rồi đó. Diễm Hương ơi, một không có đi qua nông nạc. Yêu không? Yêu nhiều không? Quá trời. Không mà con mẹ. Dạ, con hỏi mà con có đi qua không mẹ? Trời ơi. Không, không, con ơi, con hỏi mẹ con nói Diễm Hương kìa. Diễm Hương nói vậy, trả lời yêu nãy rồi. Dạ. Yêu bên nhiều quá nè. Diễm Hương yêu con không đó. Tại phong mặt quay của ta. Ừ. Tôi gì đâu nói gì. Bây giờ nè, chúng không lột cho tí nha. Con không ăn, con đợi được. Răng đi. Răng đi, thằng bộ ăn được hay gì đó. Cảm ơn. Thôi giờ nè, chúng không cắn, rồi chúng không nhai nhã qua coi nha. Mất mồi, mất mồi. Mất mồi con lắm á. Bữa mà ăn cháo cho thịt ngon quá, bữa không nấu như ngoài con nhớ. Sao bữa có gì mẹ? À, mà bữa nay có công ký không này gì nó vui quá cô ơi. Khóc có gì mẹ? Không khóc. Không khóc. Khóc hơn gì mẹ? Không có khóc. Bà thương kìa. Vui khóc gì? Vui. Không khóc cái gì không? Cảm nhận bàn tay của anh không? Đẹp quá hả? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Đẹp không? Đẹp hơn. Đi đâu vậy? Ê! Chị Huy đâu chị Huy? Chị Trân. Chị Trân đâu chị Trân? Chị Trân. Cái tên của hai đứa con gái vòng với con gái tôi. Tại vì vừa rồi đi chơi nguyên một đêm á, đi chơi nói chuyện với quen quen. Con anh Phương cũng Vi mà con cũng không cũng Vi. Vi hết luôn. Ờ. Chén của con. Có tên gì vậy? Cho ăn á. Nè này lột cho Hương nha. Dạ. Ừ. Tí xanh gì dặn vàng đi. Rồi đây nè. Cầm nha, cầm rồi ăn từ từ nha, chứ không ăn hết nha, vâng, một lượt nha. Rồi đây nhìn chèn Phương. Ừ rồi biết rồi, không sao đâu con. Mình lột. Trời ơi trời trời trời, đọc ra tự nhiên hai tấm. Ở đây. Nhức đầu quá mẹ ơi. Ừ đúng rồi, chấm luôn. Nhức đầu quá. Nhức đầu quá, chứ nhức đầu rồi. Đang nhức đầu mà. Quay. Mình vậy. Đừng có nhức đầu. Chuyện mình thì đó. À, kia vui đây, hai vui đây. À, vui. Hai. Vui. Hai đây. À đâu? Hả? À. Vậy chứ. Bà bến bến. Nhưng giờ bắt là à là. À bắt đầu là à nè nha, à là. À. Giỏi ta. À, lớn gì vậy? Giỏi chứ, giỏi ta. Quá trời đứa này. Đẹp dầm đẹp không? Đẹp. Trời đó. Bé ai cho không? Bé ai cho không? Phương á. Anh Phương đâu? Chỉ anh Phương coi. Không. Phương này nè. Chỉ lại coi. Anh này là anh Phong. Phong. Lộn hết trơn không? Giờ biết dòng ai cho không? Dòng ai cho? Tí nói cho tôi. Biết coi dòng ai cho. Dòng ai cho? Mày dạy nó mới được. Ủa ơi, vườn ghế dạy mới được chứ. Ờ, hỏi nhà, ai cho, ai cho? Trăng. Trời, nói vậy là ai nè, ai cho? Lý Hùng. Trời, Lý Hùng, tôi biết luôn, Lý Hùng luôn trời. Cho đây này ạ. Đẹp không? Đẹp quá em. Bữa đó hôm nay á, vui. Đêm nữa một bữa ăn phải nói là đậm ấm, ngày Tết. Muốn này là một ba. Cho cái ăn coi. Đem tới một cái buổi ăn phải nói là ấm áp lắm. Dạ. Kính mời quý cô chú anh chị anh Phong, theo dõi những video này nữa. Anh Phong, cho dặm đi. Dạ hả?
Thôi con cho chú Phong vòng này đi. Không được, em con nữa nó veo. Thôi chú Phong con không được. Anh hiếp em. Quê. Anh hiếp em yêu heo. Trời, anh hiếp em yêu nữa. Ghê. Vậy. Ghê quá. Anh Phong không biết, anh hiếp, anh biết em kìa. Hả? Phong, anh Phong không biết em kìa. Anh hiếp theo Lê Hùng heo. Ồ. Nè, nè, nè. Anh hiếp Lý Hùng hả? Lý Hùng nè. Qua đi giờ, qua bây giờ nè. Bây giờ Lý Hùng ăn đi, tới đói. Ăn thêm cái mì ở đây. Cho tí mà ăn tôm nhiều dữ lắm. Ừ. Thôi nè chú Phong lột cho ăn nha. Không ăn là giận á. Ăn đi. Ờ, đúng rồi. Nhiều dữ lắm nó mua mà không ăn. Ăn đi, ngon lắm. Lột bỏ vô bát tôm nha. Thôi bữa nay tôm, tôm ngon đó nha. Cái gì vậy? Tôm Diêu Hương. Nhà Diêu Hương đâu? Nè Phương. Diêu nhà Diêu Hương đâu? Đây nè. Lâu rồi đâu có ăn tôm nữa không? Vui quá trời vui rồi đó nha. Vui giờ không có ăn mà mới ăn thôi à. Ừ. Nói không ăn luôn không? Ăn. Anh đi đâu? Anh đi dài. Nghỉ phát rồi kìa. Nói đó giờ bảo ăn cơm kìa. Ba mẹ mẹ biết ăn cơm mẹ. Nói chung cái món này nó rất là bình dân. Nhưng mà nó rất là ăn hả? Có biết ăn hả? Đúng rồi. Diễm Hương, Diễm Hương cảm thấy ngon lắm nè. Gạch không nè. Không phải đắn đo suy nghĩ lắm anh ơi. Đúng rồi cả. Đúng rồi cả. Ngon quá hả? Cái mặt đây là Diêm Hương, cái mặt kìa. Ngon thật. Ừ. Đó là chùi, đó là chùi. Hương, Hương. Út kêu lộn. Út đừng kêu tiếng. Diêm Hương để mình lấy Hùng kêu thôi. Ờ, ngon ngon, Út cưng. Ngon. Quê không? Được. Quê không? Quê lại. Tuy rằng á, tôm á, nó có đen chút xíu nhưng mà ăn nó đậm thì chỉ nó đậm tình cảm lắm quý vị ơi. Mẹ khờ ăn giúp khờ ăn. Đi đâu? Kia, còn anh Phong có thể lột cho tí súng ăn. Cái súng là kia xuống cho Phong đầu chạy coi. Cái súng đầu chạy coi. Tự nhiên à, công chúa hoàng tử có hai nô tỳ lột tôm ra. Thôi đừng mốt kêu tỳ nha, kêu tỳ xấu lắm á. Là người chết. Ê, ai đừng mốt được kêu của tỳ nữa xấu lắm á. Kêu bạn gì? Kêu bạn này. Đây là gì? Rồi nè, ôm đi con. Ơi. Ừ. Ăn nha. Đi ăn nha. Tí ăn đi chị Trân. Ủa dạng tôm cho mấy người. Tôi dạng tôm cho chị Trân lộn. Ngon á. Ngon không? Ngon. Trời ôm cái hết trơn luôn rồi. Cho được em. Này nè, bao nhiêu á? Có được. Dạ. Này em. Đâu có gì đâu. Dạ. Nước nước này đâu rồi? Dạ. Thôi để con với vậy con lột luôn hơi luôn đi. Đúng rồi, lột. Em chị em mình tâm nha. Ừ, ngon không? Ngon không? Ngon không? À, nghiệp nghiệp tiếp luôn. Ê. Dạ. Dì Út cho bánh tét ăn coi. Ăn mì nhiều lắm. Dì Út. Dì Út cho bánh tét. Cho bánh tét. Dạ bánh tét cho con bánh tét ăn. Tí nữa tí không ăn mà đưa cái là ụm hết trơn luôn hà. Cái nào nói chung là không ăn nhưng mà đưa là ăn. Đưa mà. Cảm ơn chị năm mới bắt tài nha. Chị. Chị. Ê, mẹ ăn nhiều vô mềm mềm. Không phải lúc nào mình cũng ăn vậy hoài cho nên là hôm nay sẵn gì thì nói chung là hôm nay là Tết, mình ăn Tết. Một năm mình làm cực khổ rồi cô ơi. Biết không, ăn Tết, ăn Tết. Ngon không, Diễm Hương ngại đi. Rồi, húng má đút nữa trời. Đi đi Diễm Hương quá, đi lia bất kể, đi Diễm Hương bất kể. Sao bên này tốt dần anh Phong? Tốt dần hả? Không ăn hả? Ăn cái món tôm gì với gà là hả? Vậy mua đúng hai món anh Phương không ăn vậy? Cái gì vậy? Em ăn tiếng. Anh Phương. Cái này nâng ẩu nè. Ai ăn? Phương gì? Nâng ẩu. Ừ. Nâng ẩu. Như đậu mỡ. Ê mày nè. Ê. Đậu à. Nâng ẩu. Có thịt nữa đó. Ngon ngon ngon. Dạ ngon. Thịt nữa đó. Ừ. Anh ăn đâu vậy? Mẹ của chị Trân gói. Ngon. Dạ ngon quá đã tâm tin luôn. Ngon không? Quá đã tâm tin luôn. Trời ơi. Ê. Con này đẹp quá trời luôn á. Vậy là con nhồng chân mà đẹp quá trời luôn. Quá trời, không rồi. Chân mà tí đẹp không? Không phải, cạo luôn, thật là dễ luôn. Cạo luôn cho đẹp. Cạo hả? Ê, bà heo luôn ha. Quỷ á, dễ sợ à. Dạ. Ê. Kêu mày gì? Kêu mày anh Phong cho bằng gì trời. Trời ơi, dễ thương quá à. Út cưng ơi, Út cưng à. Nó Út, anh nhịp cho anh Út rồi. Hạ kìa, hạ kìa, hạ kìa, hạ kìa. Hạ kìa. Anh Phong kìa. Nghiệp cho con cầm kìa, cầm kìa, cầm đi. À coi. Dạ. Cầm ăn nha. Cầm kìa. Đưa gần luôn á, không thấy. Thấy cũng được. Đây. Cảm ơn Nghiệp, cảm ơn Nghiệp. Nghiệp. Ừ. Nghiệp là Nghiệp kìa. Vừa rồi dẫn đi á, thật sự là nó mổ cũng không được rồi. Mổ rồi. Không phải, nhưng mà bây giờ á, thời gian nó đã hư lâu rồi á. Nên giờ có mổ, can thiệp cũng không có sáng được nữa cô ơi.
lờ mờ trong gầu hết tất cả. À, chính vậy đó, tụi con mới gán đem tới niềm vui là sự lạc quan cho bé Út á. Thấy tội nghiệp. Thấy Út ăn ngon. Mấy con á đem cái súng vô đây cho Út có vui thôi. Ừ. Ra là mấy con không có buồn hiếu ha. Dạ không có, nó buồn. Nó ít nói nữa. Nó không? Nha. Nhanh ngon không? Nam chứ chung lọc nữa nha. Ừ. Cái này gọi là trị bệnh tâm lý á. Đúng rồi, dạ. Em ăn cay đó anh Lộc, là em ăn. Anh tối ngày vô mình uống nữa. Nhưng thật là trị bệnh tâm lý cho Út Khờ. Bây giờ Út Khờ nó nói chuyện nhiều thôi chứ hôm trước không nói chuyện luôn đâu. Dạ. Rồi tí. Hỏi ai nào nào là chị tiếp xúc với ai? Chỉ nó nói chứ nó không biết nói luôn đó. Không tiếp xúc với ai sao mà phát triển được? Chào kia, chào mà cầm cái tay. Đúng rồi. Vì tôi cầm cái tay lên chào, nó mới cầm cái tay lên chào. Chào, chào, chào. 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 Bây giờ biết đó rồi. Chào, chào anh, chào anh. Chào. Chào. Chào, chào, chào anh, chào anh, chào. Chào, chào. Tí đưa cái chén một tí, chị Trân đựng cho tí lên. Nè. Chị Trân đẹp trai quá đi hà. Ờ, chị Trân đẹp vậy. Dễ thương. Chị Trân đẹp gì? Chị Trân đẹp trai. Ừ. Đẹp trai. Cảm ơn à, cảm ơn chị Trân nhiều nha. Ồ, giỏi quá. Vui không? Vui. Thôi giờ nè, đưa cái này qua đây đi. Dạ. Chúc ăn nữa ha. Ừ, ăn đi con, cho con ăn á. Rồi vô đi, 1, 2, 3 vô nè. Dạ, 1, 2, 3 vô nè. 3 vô nè. Trời ơi, cái ly của con. Một, hai, ba, vô. Chúc mừng chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, chúc mừng bà tài. Chúc cô nhiều sức khỏe. Nhất đại anh ăn tiêu trời. Cái gì? Anh ăn ngất tiêu không? Thách trời. Cái chuyện nói chuyện nghe trời không hiểu. Anh ăn ngất tiêu rồi. Cái gì? Sáng biết không? Bữa giờ anh ăn ngất tiêu rồi không vô tiếp khách. Nói thờ mà dậy không? Chèo quay anh mấy á. Ngon tí. Mày ngon. Mày làm bây giờ mình chồng mới đây. Ngon cho anh. Mày ngon. Bây giờ mày đâu? Mày đang trong đâu? Đang ngon anh. Mày hùng. Gì? Hùng. Trời ơi, con tí hùng nữa. Mày hùng. Gì? Ăn tép nữa. Mày ngon. Ngon là anh dím hơn anh gì chưa? Ăn rồi. Ăn gì vậy? Ăn cô tiếu. Ngon không? Ngon. Dím hơn, ngon, dím hơn. Con ăn đi, còn mấy con đút dím hơn ăn. Nãy đút rồi đó, rồi gì hả? Tí ăn hết đó. Vậy thôi tí ăn đó đi. Mì ăn thêm cho no nghe. Đó. Ừ. Nè múc cho con chén mì đó, ăn lại lên. Trời ơi coi. Trời giỏi trời hả. Ơi đừng có vũ. Mình liếm luôn, liếm luôn. Ừ. Đúng rồi, bên đây luôn. Chùa tay. Chùa tay không phải liếm. Chùa tay. Ăn tí. Ừ, lo cho kìa, lo từng ly từng tí luôn. Đẹp không? Đẹp quá ha. Đẹp chứ thương quá. Đúng anh lâu anh lên lên. Đẹp quá à. Anh nào? Anh đi hồng đẹp chứ gì. Trong mình chị thương nhìn chị nào đó lết chị bao tiền cho. Lết chị bao tiền cho đang ngoài nó thở quá à. Trời ơi, cái ăn đẹp thì có tiền. Cái có tiền nó mới ghê chứ. Bữa nay đi mẹ cho tiền mà thấy không? Dạ không, cơm nhưng mẹ không cho tiền con. Mẹ không cho tiền con để dành tết ra bà. Cái gì vậy? Mẹ, mấy vợ. Cái gì vậy? Tại mẹ không hiếm là mẹ không cho chị. Thằng ơi. Mẹ không cho chị, dễ cho được mà cho. Đi Hồng tí ta. Đi nào? Lấy Hồng. Đi Hồng đâu? Chị ra đi Hồng đâu? Đi Hồng đây. Ồ, dễ thương quá. Dễ thương à. Mà dính chè, rồi cho. Rồi chè em mày. Trời ơi, bà nói gì vậy? Ừ. Lấy mình vẽ chùi hả? Cá không được chùi đâu. Anh luôn kỳ quá à. Ừ. Đây ơi. Đẹp không? Đẹp. Cảm ơn coi. Cảm ơn. Không có gì. À. Không có gì. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh coi. À, em cảm ơn anh Lý Hồng. Lý Hồng coi. Cảm ơn Lý Hồng. Cảm ơn vui hen. Hay vui ha. Trời mấy giờ chú Phong ơi. Ê, có chạy vô quần chú Phong không? Không, hết cần con tụi mà. Chú Phong kỳ quá, không cho chú Phong đâu, dạ luôn. Anh hiếp hả? Anh hiếp hả? Anh không biết, em ngoại cả. Phong làm gì em yêu gì hả? Trời ơi, đâu có làm gì em yêu, anh yêu con đâu. Mới hiếp rồi, dạ chói hen. Ờ, chói, đâu có chói đâu. Mẹ vợ hiếp, tôi gỡ gà đi, dạ chói hen. Tôi mét mẹ vợ tôi nè. Vợ, gì vậy? Thương quá à. Anh hiếp con gà. Ai hiếp em à. Đang ghét nói tới đàng hoàng. Hả? Bên này không? Em tôi hả? Em tí. Yêu. Biết hai tí. Má. Má. Ăn cơm nè, quánh trà. Ha. Quánh trà. Sao sao là ăn cái tên là Hồng.
cái bậy á. À lộn lộn tiệm. Gì vậy bạn nhá? Em yêu. Gì? Anh lâu lâu gặp nhớ không khóc đâu được đâu. Thôi đi khóc không? Khóc luôn á, nằm mơ thấy chi thấy kìa. Ôi nằm mơ thấy luôn. Lỡ mua 100 triệu á. Mua 100 triệu. Thôi nghe nè, thôi nè. Thấy chị đẹp không? Nè. Đẹp. Nó còn gì cho em? Chị thương quá à. Dạ. Dạ. Mấy đứa nhỏ á cô. Ăn cái đùi không? Không, không ăn, ngắn không ăn. Dạ. Tại vì cho nó bé nó ăn nhiều vậy cô. Ăn tôm đi. Lâu lâu bé, bé, bé nào? Rồi con đút đi. Trời ơi, chưa không được tám à. Đút đi ông ơi. Chở quá à. Tí đút cho. À. Tí đút cho Diễm Hương đút cho tí. Ừ. À, bỏ lại cái đuôi. Ôi trời ơi, nó vui quá trời, nó vui luôn rồi. Diễm Hương đút lại cho tí đi. Thôi, không ăn nữa. Thôi, 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 đi 5 triệu bóc, 5 triệu rồi. Còn bóc ăn mình được hả? Có sao đâu. Lăn quá trời luôn mà. Đây con bóc ăn được rồi, có sao đâu. Ngon. Ừ. Ngon hả? Dạ ngon. Dạ ngon. Hai mà vậy vui cô ơi. Có bình nữa, có gì kêu không? Vậy giờ, thi vậy? Chơi cục ti. Ok, chơi cục ti rồi, chơi cục ti. Chơi cục ti. Biết ganh hết rồi. Thôi cùng đây rồi, cùng đây rồi, cùng đây. Cùng đây rồi hả? Ừ. Má khỏe, lâu rồi đâu. Ừ. Đâu chứ mày chị đẹp không? Đẹp. Thấy anh Phong công nhận anh dễ thương lắm nha. Nồn nồn. Anh gì? Anh Phong. Anh gì? Anh Nghiệp. Ừ. Chú gì? Chú gì không được. Chú gì? Chú gì? Chú gì? Chú Phong. Chú gì? Chú Phong. Chú Phong. Chú gì? Quá đi. Chú gì? Chú Phong có gan mà. Chú này rồi chú gì? Chú Dũng. Trời ơi. Diễm Hương. Biết âm này à, âm gì không? Âm này có đâu nè. Ừ. Cái gì đâu? Vợ của ông đó đó chứ gì biết rồi. Hai. Ừ. Phương ăn rồi. Hả? Phương ăn có ăn rồi. Đừng nói chuyện. Đừng nói chuyện. Mới nói nhìn đi. Mệt quá. Dũng đi nghiệp, Dũng nghiệp. Một mình chị một chị nói một lần thôi. Đầu quá. Cái đầu quá làm gì cái đầu ổng. Ôi cho vừa rồi hết cái đầu. Hả? Ôi cho vừa rồi hết cái đầu. Không cho vừa vậy hết nhức đầu. Còn không đau mắt thì đi đái đi. Đái đi. Còn không nè, lúc đó ha, đái được một cái là ha. Không có ai đâu. Ừ. Đái cái hết đầu mắt hả? Con á, mà con đồng nhổ cắt nó mắt con á giờ không đau. Bây giờ lúc trước đâu đeo đâu. Con hỏi mẹ cha em là ai? Mẹ của tôi nói là tôi nào đâu, em là Cao Vinh. Biết ai cho không? Tôi chết kia. Mấy Ngọc. Cái anh. Dạ. Ồ, gì? Con thích chơi. Rồi bạn có kiểu mấy hàng mà con có gì. Rồi đút em, đút em yêu nữa kìa. Trời ăn nữa không? Ăn gà kìa. Nãy giờ ăn tôm mà ăn gà đi. Mà tí ơi, tí no chưa? Cái no. No thiệt không? No rồi. Chứ chở con đi mà con không no là hả chú không buồn đó. Nè tí ăn hết cái này đi rồi mới về. Ừ. Ăn hết này nha. Ừm luôn đi. Mẹ lên. Được. Gửi đi cô ơi. Tạo cho tập ăn đi. Cho bé nó tập ăn. Không ăn cái gì nó đói bụng. Đi. Ừ, ăn gì đó, ăn đó nhiều ta. Vô, ăn nhiều vô cho khỏe, đẹp trai. Ăn nhiều vô nha, cho no nha. Út thì no rồi à. Ngon chua? Ngon chua, ngon chua. Ngon chua. Ai điện hả? Dạ. Ăn gà đi rồi ăn thêm miếng mì nữa nha. Nên là no luôn. No luôn, ăn cho no luôn mà. Đúng rồi, tí là sức luôn. Chai là phải ăn cho nhiều vô. Sáng giờ hình như là tí chưa ăn. Sáng chưa sáng. Sáng ráng ăn nhiều vô cho nó cưng. Dạ lên tại món nhiều đủ. Ăn thịt còn nhiều lắm tí ăn. Ủa, đi. Ăn đi tí. Dạ con nó mẹ nhiều. Lý Hùng. Ăn đi con thịt còn nhóc đó. Dạ biết rồi, biết rồi. Chấm muối ăn biết cho biết, tí. Không chấm gì cho. Con không chấm cô trà cay. Dạ hả? Cay bao nhiêu không cay hả? Cay quá không ăn được. Ăn không đây. Ăn không đây. Không chịu. Nhưng mà đừng nói chị dùm. Xấu à. Rồi, mở cỡ. Dạ, đi chị. Ngon không tí? Được. Đang ăn món gì vậy? Món con vịt, con vịt, con gà. 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 Ngon quá. Gà. Ngon. Trời giỏi ta, wow. Wow, 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 wow. Giỏi ta. Giỏi. Thì giỏi gì em đi. Gì? Ngon quá ha. Ừ. Nay Út Hương vui nói chuyện lớn tiếng nè. Út Hương đây, Út Hương đẹp ra không? Trời nắng lên đâu nói chuyện chút xíu à. Dạ. Nói chuyện nói không nói vậy nha. Trời ơi trời.
mấy nhỏ đẹp quá trời luôn. Thấy chạy ngang thấy nhỏ đẹp quá trời. Mấy nhưng mà chị này nè. À, giống vậy gì? Chị Quy. Đây chị Trăng. Chị Trăng. Để Út nhắc hoài. Chị Trăng đúng rồi á, chị Trăng đâu chị? Chị Trăng đâu rồi? Đây nè. Biết rồi. Bây giờ em yêu. Chạy gì? Ôi, thiên môn. Phương, chắc Phương nhiều quá. Hơn nhiều hả? Anh Phương, em phải chạy gì đó. Hết ha. Đi má cưới đi. Hết ha. Má cưới đi. Ăn cái đồ, ăn đùi lẻ lẻ đi không ơi, không thấy. Đút chung phòng miếng nè. Trời ơi, ông cười lên thấy cái răng súng nhìn thấy ghê quá. Không chạy quá, không chạy quá, không chạy không? Anh giúp em hay dài, anh giúp hay dài. Đúng không? À, tuổi xứ. Sao làm vậy anh lấy hồn thôi. Trời ơi, ghê chưa. Anh dặn vậy. Bánh 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 đèn á, bây em bánh mềm. Năm nay em đã đối với thương mềm. Hả? Làm gì ăn hết hùng vậy? Ừ, thớt. Mẹ làm gì mẹ quay lại hoài mẹ. Trời ơi. Chưa chắc mà ăn hiếp mẹ mà nó binh còn hơn ăn hiếp Lý Hùng nữa nè. Giờ nó bỏ tao vào. Ờ. Bỏ mẹ luôn. Trời ơi. Dữ đó ơi. Em chơi gì hơn nữa? Dạ ngài. Con bắt cho mẹ. Ê, bắt. Thôi ngồi xuống. Nè, tí xuống ngồi ăn cái đùi gà nữa nè mới về. Hồn nhiên dễ thương, đáng yêu luôn quý vị ơi. Nè, ăn hết cái này mới về nha. Đi. Nè. Ăn lên qua đó nè, qua kia đi em ơi. Ăn hết đi. Nè, qua kia nè, qua kia nè, qua kia đi. Tí. Xích qua kia đi con. Ngồi kế em yêu. Ngồi kế em yêu. Ờ đúng rồi. Các bạn béo, chào giờ. Dạ. Bạn béo ăn hết. Bạn bảo chào giờ. Cái gì vậy? Dì Mương. Dì Phương. Con tôm này lọt luôn đi. Ăn đi bé ơi. Má giờ chồng nghỉ vậy má. Ăn xong rồi má đi nghỉ đi. Ai? Má đi nghỉ đi. Ừ. Chết chạy kìa. Coi cho hoài vậy. Cho ở đâu đem ra đi uống chứ. Trời con lòng bỏ cho mẹ. Thì bia uống nè. Nói mẹ ơi để mẹ bán. Để mẹ bán đi. Kêu mẹ để bán đi con. Cái này ngon lắm mẹ Hương. À coi lại. Hấp. Vô. Lê. Nó mừng bà là bắt con gà. Nó gặp ta. Dì Mừng này con trai dì Mừng. Mẹ. Dạ. Con cái con trai bỏ vô mẹ. Trời ơi. Trời ơi. Nó ngộ. Hết rồi. Trời quá không cho mẹ luôn. Tan quê. Quê ăn cái luôn. Thằng con đi về luôn. Quê. Ờ con quê, gần quê khóc quê nè. Trời ơi, dì Mừng ôm lại kìa. Ở cái gì vậy trời. Cái chịu cái chổi hay đó. Mấy người ăn hiếp em hoài, chị đi về luôn. Rồi thôi. Nó chết nha. Nó chết nha nữa trời ơi. Chị không nổi rồi, hồi hai đứa này nó đậm sâu lắm rồi nè. Rồi vô ngồi đi chấm Hương. Rồi, ngồi. Rồi qua đây đi. Ừ đúng rồi. Trời ơi. Không. Làm bạn thôi. Làm bạn thôi. Nha, ồ làm bạn. Ngồi đây nè. Đi Hương. Đi đây nha. Đi Hương ngồi cháu rồi. Ai mà thấy ba nó biết chứ còn thằng này thấy nó không biết. Không biết. Ừ, tí không biết tí gì, không biết gì hết tí không biết gì hết nói gì an tâm tí là nó nhưng mà ừ tí giờ tao thấy là biết rồi con biết yêu thiệt kìa mẹ ơi mẹ đang có đặt mũi này nè mẹ nó sặc luôn dạ mẹ đang có đặt mũi này thấy chết mẹ bây giờ nè ờ làm con thật bây giờ kìa mày đang bậy nhắm bậy bậy nhắm bậy một chuyện quá trời dễ mừng ơi dễ mừng đẹp quá trời luôn à đẹp bà mấy mấy xem mấy này muốn chèo tôm kìa đẹp không mấy khăn cho mẹ dễ hơn kìa anh không trội cho trội cho em nhìn kìa mấy đứa nhìn lắm à gì gì cái mình gầy nó chuyển tới ông khó lắm mình chưa có đi ông cũng la lắm đó ra vợ luôn cũng luôn đó đừng nói chuyện ông chữ á ông đâu giữa cũng khó lắm đó ông chủ nhà khó lắm á bây giờ mày đi tao mày đi đâu hả thằng này hai đứa tâm sự nhau đi đi đâu anh không nhưng mà ăn đi lại dính nè vừa gọi cho tí sống ăn đi ăn rồi ăn nổi tí sống ăn rồi ăn rồi nói thì ăn rồi ở vô ở chút đi nhìn hoài ở đây cha đẹp có nhìn hoài em nổi lắm tí là xong về nè
ăn đi, ăn xong rồi về nè, ăn hết cái đồ gà rồi về. Vậy đâu, vậy, biết gì đâu, vậy hương của tôi. Vậy hương của tôi. Hỏi chi nhỉ? Hương hỏi một câu nè, anh có yêu không? Yêu chị không? Yêu. Mai mốt cưới về em vô nha. Dạ. Yêu không? Yêu. Đậm dâu không? Dâu là gì không? Là dâu á. Đưa nhau về về Vinh. Đi luôn. Con ai? Ăn nói chuyện không à? Ăn đi, cô đè nó, cô đè coi. Cầm cái đồ gà lên ăn. Ừ. Biết cạp không? Cạp đi chơi là phải ăn cho no. Về mẹ mới thương, không mẹ cho đi nữa. Giỏi ta. Bất lên đâu nhìn nó nhìn miệng như đầu quá. Dặn nè. Thôi là dặn mà, cô Hương ơi. Anh Hương. Con gà kìa. Con gà cắm gà. Ơ kìa. Hả? Cái bấm. Anh yêu cấu dài hà đó. Lên gặp con kêu em yêu không à? Kìa. Ăn đi, ngay đi, ngay đi. Nghe đi. Bạn không? Ăn đi. Cho đừng cứ. Không rồi. Nhà bây trước mình ra đây. Để sạch đi vô cho con anh nè. Hả? Sạch đi vô cho con à. Để nó đi chút quá sạch. Mẹ ơi. Dạ. Năm không phải khỏi mẹ nè. Thôi cặp cái đồ gà cái chụp hình cái rồi. Thôi mẹ nè. Lấy, cặp đồ gà nè. Cặp đồ gà đây chụp hình. Tí, cái gì đẹp không? Cảm vô nè, cảm vô. Nhìn nó nè, cặp nhìn nó nè. Nhìn nó nghiệp nè. Nè tí tí, giỡn nè. Cười coi. Trời, ổng xuống ra một khẩu đùi gà người cười. Nè. Con coi mẹ quá. Trời ơi. Cặp đùi gà mà hú mẹ dính tóc giờ. Tóc nó tệ đi quá trời ơi. Rồi. Tắm chưa? Diễm Hương tắm chưa Diễm Hương? Rồi xem mày. một giờ chị thức 3 giờ mấy chị mới tắm đó, phải không? Tắm kìa không? Tắm người. Tắm chưa? Tắm người. Tắm lạnh năm dưới mưa. Tắm lạnh năm dưới mưa. Không có lạnh sao? Trời ơi, 1 giờ mấy thức dậy sớm rồi. Trong miền anh đang găng rồi, sớm rồi mấy giờ rồi. Có găng được không? Kỳ quá nha, không chơi đâu, giận luôn đó. Kỳ cục quá đi hả? Dạ hả? Sơ mẹ. Mà coi chú Phong kìa. Chết nha. Con nghĩ con kìa. Chết nha. Chết nha. Chết nha. Chết nha. Trời ơi, kìa. Em đưa tôi hả mẹ? Trời ơi. Con bà so, bà vuốt kìa, chịu nổi bà hơn. Đó, nó vuốt kìa. Phải gì đó? Phải không? Phải không? À, không phải. Dạ. Không. Đâu rồi, hiểu rồi đó. Là ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đó. Nhân con nào biết không? Ủa, để đợi đó. Cặp đi. Ta ăn đi chị Hương ơi, chị Hương. Chị Hương nhiều chuyện quá trời nhiều à. Ôi này đừng ra chơi. Cô tè. Cái cô tè coi, cô tè à. Rồi ăn đi tí. Mất cỡ quá à. Dễ sợ. Đúng là cái cục cái đầu gà này tới chiều quá. Ăn luôn, ăn luôn. Hả? Thế em bị vậy. Ờ. Bảy mấy triệu không? Mấy giờ mấy bảy nó. Nó bảy nha, tội. Thấy nó chuyện gì cho nó ăn gì đâu. Ăn nhiêu chứ. Ủa sao nãy giờ mình ép ăn mấy triệu ăn nó hơi nói không à. Là chơi. Vậy. Ăn không? Ăn đi. Có cái gì trời. Ăn đi. Ăn đi. Để Diễm Hương để cho anh ăn nha. Còn nghe bánh nha, để em để cho chị đúng. Diễm Hương vừa đầu vừa này Diễm Hương ơi, thấy chưa Diễm Hương ơi, thấy chú Bông đẹp không? Mấy ông nhậu mà bưng cái ly lên cái chưa uống mà nói chuyện tiếp để xuống, đó, đó, đó. Thế là để lên xuống quậy. Diễm Hương, nãy giờ cái đùi gà cạp nó ba lần. Diễm Hương, Diễm Hương, Diễm Hương, đây Diễm Hương. Này tới chiều hơn. Chú Bông đẹp trai không? Nặc, đẹp như con nơi Diễm Hương đẹp trai không? Nặc. Đẹp. Điểm thấy chân mày của chú Phong kìa đẹp không? Đẹp. Chân mày cạo đó. Trời, chân mày cạo. Chân mày cạo đó. Chú Phong chân mày cạo đâu? Ê. Cạo hồi nào? Chú Phong cạo chân mày nè chú Phong. Cạo hồi nào? Biết rồi. Chân mày lợt kìa. Chân mày lợt kìa. Dương phát ta. Cái đầu gà này tôi nghi quá. Đẹp. Nhưng mà không đẹp. Nhưng mà đẹp mà không đẹp. Thôi không đẹp anh tí. Tí chân mày cạo. Ăn đi, ăn với Thương. Anh nào? Em thương mà, ăn đi em thương. Ăn đi rồi em thương, nghe không? Dặn rồi chứ mua. Trời ơi là trời. Dặn rồi mua, ăn luôn. Dặn luôn. Thôi rồi dặn mày như này. Ăn đi, cả cứ đút vào. Ông ơi, ông ăn miếng đi ông ơi. Ừ, ăn miếng ăn đi. Ăn đi, ông nói hoài. Nhà bắt đầu rồi. Trời ơi, tội nghiệp cái răng rồi chứ. Cả. Dạ. Đâu có ai đâu, nhà này không có ai đâu nha. Mất ảo rồi nè. Mất cả. Mất ảo luôn á.
thôi đây đây đừng, đi, đừng, không có đừng nói chuyện nữa. Chị bây giờ chị làm 5 triệu mấy á. Ủa anh đâu có tiêu tài. Chứ vậy? Đừng thét có tiêu rồi. Không lên. Anh năm làm thét á, tiêu rồi. Anh năm thét đi chơi rồi. Anh nào cũng chút khắc tiên trời. Còn cái gì bà chị á? Dạ. Một gì á? Một gì chay Diễm Hương. Một gì? Năm gì chay Diễm Hương. Một gì á? Ở giờ quá à. Ở giờ quá à, không chịu đắm chân á. Ở giờ quá à. Một rồi. Một rồi. Hỏi chị nè. Hỏi chị đẹp không? Đẹp. Đẹp như con thơ. Đẹp quá à. Ông trời mưa. Sợ quá dính thơm nè. Với mặt mày thì dâm con của. Trời ơi. Dùm cho người yêu. Thôi đi bà ơi. Con cái má vợ con này. Con sẽ cầm má vợ. Nó sợ quá à. Cố tình nó chọc á. Bà quay cho con đi, có sợ bà ơi. Bà hai ơi, bà hai cũng bà có nhìn bộ đứa. Cái trai đẹp quá nhìn hoài trời. Sợ quá à. Mẹ hiếp, anh hiếp chị kìa. Đừng lắm em ơi. Ngói mệt luôn á. Xong chưa con? Thôi nghỉ mệt chưa? Ăn hết rồi nghỉ mệt. Xong chưa? Mệt quá, chị mệt quá. Chị mệt quá. Mệt nhức đầu quá. Ăn bánh tét nữa không nè? Thôi con ăn nữa đâu. Con ngán lắm rồi. Đoạn đi. Có cái đồ gà cả nửa tháng rồi. Thôi đi, cho chị cho. Úp ăn bánh tét không? À, coi hả coi. Thì không cho quý vị thấy cái hoàn cảnh của tất cả anh em. Hôm nay là mùng 3 đi đến nhà của mẹ bé Úc để mà đem tới một cái không khí đầm ấm vui để mà giống như một bữa ăn gia đình. Thì quý cô chú anh chị xem thấy hay là hãy like, share, chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé. Thì đây là một video thật hay và ý nghĩa. Thì rất mong quý cô chú anh chị hãy đồng hành cùng Phong giúp đỡ cho bé Úc, bé Tí được phát triển hơn, hoàn thiện hơn, học hỏi được nhiều hơn và ít bệnh hơn. Rồi Phong xin chào và gặp lại quý vị và các bạn những video tiếp theo khi hai bé nói chuyện với nhau nhé. Rồi Phong xin chào. Đây là quan cảnh này, ăn cũng sạch luôn rồi quý vị. Nè hai con máy bay cái coi. Bên nào chu ghen nào, chu ghen. Chu ghen rồi. Nè hơn máy bay cái coi. Chu ghen coi. Chào. Chào. Nói chu ghen coi, nói chu ghen. Chu ghen. Chu ghen. Ghen. Nói hồi văn cục mở ra hoài. Để biết để nha. Để đi mà chứ vậy. Rồi Phong xin chào. Vậy là chơi về cuộc đời của Út. Ai làm Út vậy? Chị Trân là làm đó hả? Chị Trân. Chị làm em chơi Trân. Làm tóc cho Tí hả? Tí nhỏ lắm, con gái mà. Chắc làm cài cho Tí là gái. Trời cái giọng cười ván nước. Dạ mà. Thôi buồn quá, giận rồi, không thương nữa chị Hương.